Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda Vossa 300/2.9, một mẫu tay ga đầy ắp công nghệ vừa Việt Nam. Cái chiếc Honda Vossa 300/2.9 thuộc một cái phân khúc Maxi Cruiser được phát triển chủ yếu dành cho thị trường ở châu Âu. Tuy không được nhập khẩu chính hãng ở Việt Nam, nhưng từ cái sự thích thú và mong muốn sở hữu của khách hàng, cái mẫu tay ga này được nhập Việt Nam dưới dạng hình thức là tư nhân. Giá xe Honda Vossa 300/2.9 rơi vào tầm là 350 triệu đồng, đã bao gồm chi phí làm biển số. Ở cái thiết kế mới của chiếc Honda Vossa 300/2.9, sở hữu một hình dáng góc cạnh sắc nét thể thao hơn so với hơi cũ. Cái chiếc Vossa 300/2.9 còn được trang bị cho mình một cái kính chắn gió phía trước có thể điều chỉnh cái độ cao. Màn hình trung tâm LCD kết hợp analog, cái đèn pha chạm LED, chìa khóa thông minh, cùng với một cái dung tích khoang chứa đồ 48 lít. Cập nhật tiếp theo ở cái phiên bản năm 2009 là cái vành trước và sau tăng thêm 1 inch so với bản đời cũ, lần lượt 15 inch và 14 inch. Cái trọng lượng toàn thân xe cũng giảm hơn 12 kg so với bản cũ, dừng ở mức 182 kg. ABS cũng được trang bị tiêu chuẩn. Ngoài ra, cái chiếc Honda Vossa 300/2.9 còn được trang bị một hệ thống kiểm soát lực kéo HFTC giúp hạn chế lệch trượt bánh. Chức năng này có thể tắt bật thông qua cái nút bấm trên cái phần tay lái. Còn về mặt động cơ của chiếc Vossa 300/2.9 LSOC là mát bằng dịch, với cái dung tích thực là 279 mã khối, cái công suất là 25,2 lực tại vòng tua máy là 7.000 vòng trên phút, cùng với một mô men xoắn cực đại 27,2 m, tại giải tua là 5.750 vòng trên phút. Xe được truyền động bằng dây đài hộp số vô cấp CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc Vossa 300 ABS 2.9 dừng ở mức 3,2 lít trên 100 km, và giá của chiếc Honda Vossa 300 ABS 2.9 khi Việt Nam dừng ở mức là 350 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Để chi tiết nhớ like, share, subscribe.